Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Mời hai bạn. Em tên là Lê Thị Ái, năm nay em 24 tuổi. Hiện em là sinh viên năm cuối khoa sư phạm trường đại học Tiền Giang. Quê em ở Tiền Giang. Em là Tống Minh Vũ, năm nay 29 tuổi. Hiện tại em công việc em là đại diện tiêu thụ kinh doanh cho bên nhà máy bia Việt Nam. Đồ uống bia dữ không? Tiêu thụ mà. Ít hả chị? Ít hả? Đúng nơi đúng chỗ. Hiện tại hai bạn đều sống ở Tiền Giang. Dạ đúng. Hai bạn quen nhau bao lâu rồi? Dạ em và anh quen nhau gần 2 năm rồi. Mình quen nhau như thế nào? Dạ, vào một buổi chiều chủ nhật ngày 28 tháng 8, anh nhắn tin em chỉ xem rồi em không có trả lời. Em có nhắn tin lại là sao cô giáo ai cũng chảnh hết. Lúc là em giỡn lắm, tính nhắn tin lại là chửi rồi. Nhưng mà nhắn tin lại thì anh nói chuyện với một cái phong thái rất là dễ thương, có vẻ hợp với em. Cho nên là em tiếp tục là trò chuyện với anh. Bao lâu hai bạn gặp nhau? Nhân dịp quốc khánh thì em mới hẹn, nhưng mà bà xã thì không dám tại hồi đó giờ nếu mà bạn quen mà bạn bè thì em cũng mời về nhà, hay là bạn khác giới mà muốn tìm hiểu em cũng mời về nhà, chứ em không có đi mà hàng không quán. Đi chơi ngoài đường? Dạ không đi. Nhưng mà em cũng có chiêu, em nhắn tin rồi suốt cũng dụ ngọt để mà giống như là có cái cuộc hẹn đầu tiên. Em đồng ý em đi với anh, nhưng mà em phải đi em với bạn một theo. Dạ một người nữa, chứ em không đi mình. Em đến chỗ điểm hẹn trước. Lúc đó đi hai chị em đi mà nó với tâm trạng là em lo lắng lắm. Dạ rồi ra gặp anh đi sao? Đi cái hình Zalo của anh á, trời vừa già mà vừa xấu nữa, nhưng mà ra gặp thì trẻ hơn trong hình, nói chuyện cũng được, cho nên là tìm hiểu tới bây giờ rồi. Nhưng mà bữa đó ấn tượng đầu tiên của em dành cho bạn gái em là như thế nào? Là một cô gái rất là dễ thương, thật sự là rất là xinh. Sau đó là nó nhắn tin với nhau nhiều hơn. Sau chừng nào mới đi hai người để mà tỏ tình? Không có đi hai người. Ủa là tỏ tình sao? Chỉ có một cuộc hẹn đó rồi quay về và tiếp tục là nhắn tin. Em mới đề nghị với anh, em nói nếu mà anh mà tìm hiểu em vậy á thì anh hãy đến nhà để gặp cha mẹ em đi, chứ mà em không có anh đồng ý đi ở ngoài hàng quán. Rồi tới nhà luôn. Dạ, rồi về gặp mẹ rồi cái không biết là hai người nói chuyện làm sao á, thấy được hay sao á. Dạ cái về nhà nhắn tin nói chuyện tiếp, cái em nói nếu như mà vậy á thì anh mời cha mẹ của anh xuống đi cho người lớn gặp mặt nhau để nói chuyện. Là lúc đó hai bạn nụ hôn đầu tiên đâu, nụ hôn đầu tiên là lúc nào? Dạ thì thời điểm đó thì cha mẹ em mới xuống nhà của bà xã. Là chưa hôn là xuống rồi hả? Chưa. Ủa sao vậy? Coi như là con hai cha mẹ là phải gặp. Dạ đúng rồi, tại vì có thể là theo phong cách kiểu truyền thống. Sau hai gia đình gặp nhau rồi á thì bắt đầu cho hai đứa quen nhau. Thật là lúc đó không có quen nữa, anh cũng chưa có tỏ tình với em, em cũng chưa có chấp nhận và quen anh nữa, cứ là tìm hiểu với nhau vậy thôi á. Khoảng 3 tháng sau em có một cơn bệnh nhập viện. Một tuần lễ đó là anh và mẹ em hai người á là thay phiên nhau chăm sóc em. Từ đó em thấy được cái tình cảm của anh là đối với em là chân thành. Rồi ở trên nhà anh á, bà ngoại của anh á mới đề nghị là thôi mình bỏ rượu đi để hai bên á là gắn kết tình cảm với nhau hơn. Là cũng chưa có hôn gì luôn. Nếu mà gọi là cái nụ hôn mà thật sự á là hôm bữa trình thiệp 20/10 phải không anh? 20/10. Anh mới hôn. Dạ sợ lắm, hồi hộp. Tức là một năm sau khi hai bạn bắt đầu quen nhau á hả? Dạ đúng rồi. Mới là hôm đầu tiên. Dạ. Cặp này cũng hiếm luôn á. Giờ cũng mới còn lắm luôn á. Gần 2 năm thì mình có cái biến cố gì xảy ra hay cơ giữa hai bạn không? Có giận dỗi với nhau không? Dạ có. Hôm bữa đó em thì nói chung là nóng tính mà lớn gan lắm. Hôm đó đi học không có mang theo điện thoại riêng của bản thân. Rồi anh thì xài hai cái điện thoại, một cái là smartphone, một cái là cùi bắp. Rồi anh mới cái smartphone là anh sử dụng trong công việc của mình, còn cái cùi bắp thì để nghe công việc trong gia đình á. Dạ cho nên là anh nói thôi em lấy cái điện thoại này của anh á đi rồi còn trưa khi nào ra rồi em gọi anh lại đón. Đi ăn trưa rồi uống cà phê rồi mình đi học tiếp. Rồi cái em cũng chịu nữa, cũng đồng ý. Trưa ăn trưa nghỉ trưa xong rồi cái tới giờ đi học cái chứng lên đòi cái điện thoại kia đem theo. Rồi lấy cái điện thoại trước mắt phone của em. Rồi cuối cùng anh có đưa không? Dạ không, anh nói là anh còn công việc nữa, sợ những cái dạ sếp hay là mấy đồng nghiệp đầu điện anh không có thể liên lạc được với họ. Cái giận cái bỏ đi, không thèm lấy cái nào luôn. Cái chiều tới tan học 4 giờ đi về. Đi qua bên đôi bến xe buýt đón xe đi về. Ủa anh không tới đón luôn? Bản thân bà xã em là đi xe buýt không được. Em tới em đứng em đợi. Dạ có. Như là 4 giờ tan học ra
Thì em đó, em cũng tới trước 4 giờ em đứng em đợi. Em đứng ở bên bánh xe bên kia kìa, em nhìn qua em thấy anh hả? Em mượn điện thoại em gọi về nhà cho mẹ. Mẹ nói mẹ mày điện cho ổng đi về đi, con đi lên xe buýt con đi về rồi. Về là chia tay luôn. Kêu nói gì với mẹ vậy? Sao? Dạ. Cái mẹ nói cái vụ gì vậy anh để về nhà thì có gì thì về nhà nói, có đâu mà làm gì kỳ cục vậy. Sao lúc đó mới đi xe buýt về? Dạ lúc đó mới đi khổ bản thân mình vậy. Xe buýt về. Về. Chuyện nó đi sao? Dạ đi ốm chết luôn. Đáng đời. Vừa vừa cái tội. Dạ ói rồi nhức đầu nó về nhà đi không nổi luôn. Mẹ sẽ gọi cho em. Gọi là gọi nói như ý giờ lên xe buýt đi về rồi. Cho nên là em mới tức tốc em chạy theo. Là em chạy từ Mỹ Tho mà em chạy xuống tới nửa đường gần tới chợ gạo. Bắt đầu mẹ mới điện tiếp. Mẹ nói giờ như ý mới lên xe buýt thôi. Mẹ nhà cũng đón nữa chứ không biết. Tại vì thấy thời gian mà lâu quá sao không thấy em điện thoại về nhà kia ra rước á. Chồng đã lên Mỹ Tho thì gần tới Mỹ Tho thì bắt đầu mẹ lại điện. Mẹ nói giờ như ý về gần tới chợ gạo thôi. Mẹ cũng tham gia cho bộ phim này hay quá ha. Anh ở trên Mỹ Tho anh đi về là cũng khoảng 6 giờ chiều rồi. Anh phải về anh để ba lô xuống thưa cha mẹ xong rồi vô phòng năn nỉ tiếp. Còn có biến cố nào nữa không? Còn cái chuyện gì? Có bao giờ anh này giận em không? Dạ có. Sao? Dạ tại vì ghen giận chứ không có em có làm gì. Ghen gì? Em làm gì mà ghen? Dạ em thì hay tham gia những cái đoàn trường phong trào ca hát đồ này kia. Không có muốn. Vừa rồi nè em vừa tham gia cái chương trình tiếng hát cán bộ viên chức á. Chương trình này có yêu cầu em hát 3 bài là song ca, tam ca với lại tấp ca. Thì song ca là song ca nam nữ. Cái không cho em đi hát. Dạ. Ghen. Đi hát với nam mà không cho mà tam ca tấp ca cho mà song ca không cho. Cái ghen nó nằm trong máu rồi. Dạ. Về hát là phải diễn tả tình cảm, tình tố các thứ. Thì tên truyền thống. Dạ, nhưng mà em á thầy biết cái tính ghen là chọc tức rồi cái mới giận. Cái em nói là em đã hủy rồi nhưng mà em giờ em vẫn nói là em đi hát vậy đó. Cái giận bữa đó đi học á, từ cái quãng đường từ nhà tới Mỹ Tho tới trường học á là gần một tiếng họ không thèm nói một câu nào luôn. Dạ trưa nhắn tin em hỏi em sao học không ra đi ăn cơm vậy đó. Em cũng giận không thèm nói lời luôn. Cái hai đứa nhịn đói con khổ quá ha. Cuối cùng là có biến cố gì giữa trong tình yêu của hai em nữa không? Tính từ thời điểm quen nhau tới bây giờ, giữa tình cảm giữa em và bà xã thì nói chung không có nhiều biến cố. Càng về tiến tới hôn nhân, ngày cưới hỏi thì bắt đầu phát sinh ra nhiều cái câu chuyện. Cái câu chuyện đó là không phải là do tình cảm của hai đứa em mà giống như là do hàng xóm á. Hàng xóm nói chuyện bắt đầu. Hàng xóm bên anh á không biết là như thế nào á mà hay nói này kia đó với mẹ em. Cho nên là từ đó có những cái hiểu lầm. Có thể là mẹ nghe lời hay là tin lời hàng xóm gì đó. Cái làm cho cái tình cảm nó xui gia, nó không có còn vui vẻ như trước nữa. Nhưng mà vẫn giữ cái mối quan hệ. Lúc trước là cha mẹ lên nhà hay xuống thăm em rồi chơi với cha mẹ em cũng thường lắm. Bây giờ thì hạn chế rồi. Mà nói là nói về cái gì mà ví dụ như hàng ngày em đi làm á, hàng ngày em đi làm thì em đi làm một ngày xong chiều về em chạy thẳng xuống nhà của bà xã luôn. Chơi tới giống như tầm 7-8 giờ em về. Thì lúc đó không biết hàng xóm hoặc là người nào á nói với mẹ bà xã là nói với cha mẹ em, mẹ ruột em á là không có cho xuống thường. Nói chung là chửi anh chửi nói là nói này nói kia chửi không có cho em xuống. Nhưng mà thật sự là không có cái không bị vấn đề gì hết. Dạ rồi sao hai gia đình không thích cho nhau biết? Tại vì không có cơ hội để mà về cái kế hoạch kết hôn của hai bạn là như thế nào? 4 tháng 4 rồi em đám hỏi rồi. Đám hỏi đám cưới thì đã có hết rồi. Khi nào cưới? Dạ tháng 9, 19 tháng 9 âm lịch. Giờ mọi sự là ổn thỏa hết rồi chứ gì? Dạ, nói chung là vẫn tiến hành bình thường nhưng mà tình cảm thì tụi em thì vẫn giữ nhưng mà tình cảm xưa gia thì không còn vui vẻ nữa. Từ đây đến ngày cưới thì tụi em còn có những cái gì khó khăn gì tụi em phải lo lắng nữa không? Dạ có, là tụi em lo lắng là ở cái cha mẹ. Còn cha mẹ vậy tụi em hạnh phúc thì vẫn hạnh phúc rồi đó. Là do tình cảm đó đôi của tụi em thôi nhưng mà thật sự là không có vui. Có cái điều gì mà tụi em muốn đối phương sẽ phải thay đổi không? Qua chương trình thì cũng mong bà xã là thứ nhất bớt nóng tính. Cái thứ hai là có chuyện gì thì cùng nhau chia sẻ hoặc là phải lắng nghe nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi. Dạ, còn em thì em mong muốn anh là vì là công việc của em phải giao tiếp rồi tham gia những cái hoạt động phong trào. Cho nên là anh đó là bớt cái tính ghen lại, tin tưởng tuyệt đối em.
Cái thứ hai là khi mà dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng phải chia sẻ với em, nói chuyện với em là phải cái câu nói nó phải dài ra, phải ngọt ngào chứ không có được mà mang tính kích động. À, thông qua chương trình thì em cũng có món quà để tặng cho bà xã. Bà xã, anh tin vào duyên số, duyên nợ của chúng ta. Thì anh cũng mong là bà xã cho anh một cơ hội để anh có thể thể hiện hết tất cả sự yêu thương, sự quan tâm, lo lắng mà thời gian qua anh chưa làm được. Và hãy cùng nắm chặt tay nhau đi đến hết quãng đường còn lại, bà xã nhé. Ra hai bạn cũng có còn một số vấn đề. Về phía chuyện của gia đình á, thì tôi nghĩ nó cũng không quá căng thẳng giống như hai bạn nghĩ đâu. Tại vì cha mẹ hai bên thì bên nào cũng thương con cái của mình hết. Và hy vọng chương trình ngày hôm nay khi phát sóng lên á, thì ba mẹ của các bạn cũng sẽ xem được và hiểu được cái nỗi lòng của các bạn. Các bạn sẽ là cái cầu nối để kết nối hai gia đình xuôi gia lại với nhau. À, còn riêng bản thân hai bạn thì cái tình yêu thì nó cũng chín chắn rồi, tuổi các bạn cũng trưởng thành rồi, có điều là mình bớt nóng đi. Dạ em biết, đúng không? Cảm ơn chị. Rồi dạ. Chúc hai bạn. Dạ, chúc mừng hai bạn. Mời hai bạn vào đi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn và đây là những món quà mà các bạn có thể nhận được. Đầu tiên chúng tôi có là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Linh Nga Bridal. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Allen. Chúng tôi có một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol. Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom & Baby Casting. 1 triệu đồng đến từ thẻ xem phim của cụm rạp Cinebox. Và ngoài ra chúng tôi còn có 3 bình sữa nhìn yêu là cưới đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Xin mời hai bạn. Rồi. Và món quà mà các bạn sẽ nhận được cho mình đó chính là một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ cụm rạp Cinebox. Xin chúc mừng hai bạn. Chúc mừng hai bạn nha. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi. Các Tường và Quang Bảo xin phải chào tạm biệt. Nhưng mà quý vị đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình nha, vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình của chúng tôi thông qua kênh YouTube là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV. Và các cặp đôi nào mà chúng ta muốn chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình thì các bạn hãy vào Facebook của chương trình Yêu Là Cưới, nhấn nút like và chia sẻ câu chuyện mình với tất cả chúng tôi quý vị nhé. Một lần nữa thì Quang Bảo và các Tường xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.